Dạ vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em đã vệ sinh xong cái bộ Kenwood A97 và test lên để cho các bác tham khảo. Thì các bác sẽ gọi điện đặt hàng những cái bộ về sau. Và cái bộ này là em sẽ quay và test chi tiết cho bác Trịnh Xuân Luận ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bác đã đặt hàng bộ A97 này. Hôm nay em sẽ test chi tiết cho bác. Còn các bác nào mà muốn mua những cái bộ như thế này đấy thì sẽ tham khảo và gọi điện cho em. Đây là hình thức của một bộ dàn Kenwood A97 và đã được ghép với hai cục súp SW7. Hai cục súp này là súp S7 bác nhé, thì nó bằng loa, bằng với loa 12M. Súp S7 này thì nó bằng, khi ghép vào thì nó bằng với loa 12M, nhìn rất đẹp ạ. Đây là hai đèn hiện logo Kenwood này. Và bây giờ em sẽ soi chi tiết cho bác Trịnh Xuân Luận ở phường Đông Hưng Thuận và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình thức mặt đằng trước này. Đây là loa lóc bác nhá. Em chỉ soi thôi để bác nhìn xem có xuất sát gì không. Đây là loa tép này. Các bác để ý các mép thùng này, rất là đẹp. Mép thùng loa còn rất nguyên và rất là đẹp, không mục lát. Đây là tép, đây là chung, và đây là bát. Đấy, tất cả còn mới bóng các bác nhé, loa 12M đấy ạ. Tất cả cái chân thùng là sắc nét, không bị mục lát. Đây là chi tiết của một chiếc loa. Bên này là loa súp. Còn loa bên này cũng vậy. Đây loa lóc đây bác. Loa súp ạ. Và đây loa đây. Chân loa rất là đẹp, không mục lát gì cả. Hai loa còn rất là mới bóng. Bát chung tép này. Đấy, bây giờ em sẽ soi vào cái đầu đây. Đầu đĩa chạy đĩa to, khai đĩa to các bác nhé. Đây là đầu A97 chạy đĩa khai to, chạy điện 2 nguồn 220 các bác nhé. Bộ này là bộ chạy nguồn 220. Tất cả các lăm thớt này, quay băng này, âm ly này, equalizer này, radio này và CD này. Như vậy là lăm thớt này quắc rất là sáng đều nhau, không có một thớt nào bị tối cả. Còn nói về cái thớt đĩa này, cái đĩa này, thớt đĩa này nó chạy mắt này dòng A97, A68 và ALS99 là đều chạy dòng mắt này cả. Các bác cứ yên tâm sử dụng cái đầu này thôi. Với những người người ta bán hàng, người ta không biết sửa chữa thì những cái mắt này người ta phải bê đi sửa mất tiền triệu. Nhưng mà các bác cứ dùng xài cái loại mắt này, nếu như mà hỏng hóc mà cứ gửi về đây em đơn giản em chỉnh tí là xong mà. Các bác cứ sử dụng. Còn về cái đồ cũ thì thực tế là bán này không có bảo hành các bác nhé. Đấy, em đi buôn chả ai bảo hành cho em cả. Thế cho nên là em cứ nói thẳng luôn là cái đồ cũ nó không có bảo hành. Nhưng mà em thì tay xử lý được.
trong cái tầm tay của em thì em sẽ xử lý cho các bác. Các bác cứ cái gì mà trục trặc, có vấn đề gì mà khó khăn gì thì em sẽ hỗ trợ là khắc phục cho các bác. Các bác bỏ ra đồng tiền thì các bác phải được sử dụng, chứ không phải là các bác bỏ ra đồng tiền mua về các bác vứt đi. Cho nên các bác yên tâm, đồ đạc linh kiện nhà em thì lúc nào cũng có những cái dòng như này đấy. Những cái dòng như này là đồ đạc linh kiện nhà em lúc nào cũng có. Còn những cái bác mà mua những bộ A97 của nhà em ấy, lúc nào em để sẵn một bộ test thử chạy ở nhà đây, lúc nào có để sẵn một bộ ở đây. Các bác mới mua mà có trục trặc, có vấn đề gì, em sẽ coi như thế là có linh kiện, có từng thớt một đổi luôn cho các bác. Chứ còn những cái bộ kia em cũng không bán, mà em chỉ để coi như thế là phục vụ khách hàng, là để coi như sẵn một bộ, lúc nào cũng test thử chạy tốt. Các bác mới mua sử dụng trong vòng 1-2 tháng có vấn đề gì, lỗi thớt nào, gửi vào đây em đổi cho thớt đấy. Cho nên là các bác cứ yên tâm về cái cách bán hàng của em. Còn ngoài cái thời gian ra thì hỗ trợ được các bác cái gì thì em hỗ trợ. Những người mà người ta không bán hàng, người ta không biết sửa chữa đấy, thì người ta phải đem đi về đi sửa, thay mắt là mất tiền chữa triệu là đúng không? Nhưng các bác cứ gửi về đây em làm thì em xử lý được hết. Không phải lo gì về việc cái mắt của những cái đầu A97, MLS 99, A68 cả. Dạ vâng, đây em soi lốt, đây là loa Kenwood ạ. À, loa súp Kenwood này, SVK7, điện 220V, tần số 50Hz và công suất 70W, made in Japan này bác nhé. Dạ vâng, đây là sơ di của loa súp ạ. Và đây là loa ấy đấy, loa chính nhé. Đây là sơ di của loa, một bên loa này nó hơi tối một tí thôi, bác cố gắng bác nhìn. À, và bên này cũng vậy, đây một chiếc súp đây này, made in Japan và sơ di của loa súp nữa này. Và đây là tem mác chạy hai cầu 110 hoặc 220, nhưng mà em gạt tất cả sang 220 được các bác nhé. Công suất là 70W, made in Japan. Và đây là sơ di của một loa nữa đấy, loa chính nhẹ. Hơi tối một tí các bác cố gắng coi nhìn nhé. Khi mà em sẽ gửi cho các bác luận thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì bác cứ đúng sơ di này bác nhận nhá. Đây là sơ di của cái thất đầu đĩa này bác ạ. Sẽ không có chuyện là em test cho bác bộ này mà em gửi cho bác bộ khác đâu. Em sẽ soi đúng sơ di của nó đây này. Đây là sơ di của thất đĩa này. Và đây là sơ di của thất radio đấy. Đây là sơ di của thất radio. Và tiếp theo đây là sơ di của cái thớt equalizer. Và đây là sơ di của cái thớt âm ly. Đây là sơ di của thớt quay băng. Như vậy là em đã soi tất cả các sơ di cho bác chị Xuân Luận ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả cái rắc kết nối thì em sẽ kết nối sẵn và em sẽ bó gọn vào sau. Còn bây giờ là em cũng chỉ soi cho bác như thế thôi. Còn cái cách lối, cách đấu lối của một bộ dàn này thì tương tự như cái bộ LS99 là em đã có cái clip hướng dẫn rồi. Đấy, và đây là cái đây em cải tạo cái này để bắt anten nhé các bác nhé. Các bác muốn bắt radio thì các bác sẽ cài cái dây anten vào đây ạ. Tí nữa xem test thử cho. Đấy, về thì khi mà Viettel đóng gói về là các bác chỉ cài đúng dây loa như này thôi. Hai loa lóc ở trên thì sẽ vào xanh đen ở trên, và hai loa chính của nó thì sẽ vào hai đường đỏ đen ở dưới này.
đỏ đen bên dưới đấy các bác, đấu đúng như này. Tất cả dây nó có sọc xanh sọc đỏ đấy các bác này, đánh dấu nó sẽ có dấu dương âm này đấy, các sọc xanh vào dây âm, còn cái đỏ này vào dây dương đấy. Còn các kết nối cổng kết nối trầm đây thì em đã chia sẵn ra thành hai súp rồi đấy. Đấy, bình thường cái này nó có một đường ra súp rồi, em đã chia sẵn ra thành hai súp, chia ra đường hai đường dây súp này thì bác chỉ cần cắm vào hai cái dây này, cắm vào hai cái súp này là xong đấy. Bây giờ em quay lại như là hôm trước, em sẽ test cho các bác chi tiết của từng thớt một. Vâng, như vậy bây giờ là đang chạy qua cổng máy tính nha các bác nhé, bác luận nhé. Đây là đang chạy qua cổng máy tính này, qua cổng máy tính thì nó sẽ mình sẽ cho vào đường AV AUX này. Đấy. Bây giờ các bác đang chạy đường máy tính, đây em đang test được máy tính này. Đấy, đây là test đường máy tính. Bây giờ em sẽ test cái thớt quay băng. Bây giờ là đang ở máy tính này các bác nhé. Đây là đường máy tính hoặc đường điện thoại hoặc đường thử tin lên mạng, laptop luôn các bác. Sẽ cắm vào đây và đảo mạch về đường AV AUX này. Thế còn bây giờ em sẽ test cho các bác cái thớt quay băng này. Đây thớt quay băng này. Em chả có băng đâu, nhặt được cái băng ở trong cái đầu cũ ở trong cái bộ dàn đấy, thì em sẽ thử cho các bác đây nhé. Vẫn đang chạy máy tính, bây giờ em sẽ bấm lệnh này. Đây nhé, em bấm lệnh play này. Đấy, thì quay băng đã chạy này. Đấy. Đấy, tập à. Tốt này, tua đi này, tua lại, vào đây các bạn. Vâng, thì bây giờ thực tế là cũng chả ai có băng mà sử dụng đâu, cho nên là em chỉ test qua như phần quay băng thế thôi. Chủ yếu các bác sử dụng cắm từ điện thoại hoặc mạng vào hoặc đĩa CD thôi. Thế bây giờ là đang ở lệnh, đang ở cửa tapha này. Mình chỉ khi mà cả đấu đủ dây khiển của nó đấy thì mình không phải động hề gì cả, mình sẽ chỉ cần ấn play là đầu chạy tự động ở dưới này đã đảo sang CD là đi rồi. Đấy. CD qua này. Đây em sẽ chuyển bài. Bài 5. Chuyển bài rất nhanh các bác nhé. Chúng ta chung đời lính chiến phong xương, quê nhà với muôn phương. Quên, đây là còn hai cái ế căng của hai loa đây con nhé. Ế căng là khi các bác sẽ úp vào này. Đây là căng của loa đấy. Ế căng của loa rất là đẹp các bác nhé. Đây em xoay cho các bác. Đây là ế căng.
Bên nào đấy? Đây hai chiếc cái cằn rất là đẹp các bác nhé. Nói chung là bộ dàn này là tất cả các chiếc lăng là hoàn hảo. Tất nhiên là cũng có sức sát một đôi chút nhưng mà nó không đáng kể các bác nhé. Do vận chuyển thì nó không thể nào tránh được những cái chỗ điểm sứt. Ở đây không phải sứt mà nó sụt một tí này, chỗ này. Thì cái này chỗ này ở mặt đằng sau này thì không quan trọng. Còn tất cả mặt đằng trước còn bóng nguyên, đẹp nguyên này. Như vậy là em test cho các bác là hai thớt rồi, còn bây giờ còn cái thớt Zanio đây, thớt Zanio quá cũng rất sang các bác nhé. Đấy, bây giờ đang chạy CD này, các bác chỉ cần lắc cái này là đã chuyển vào đường tu lơ rồi đấy. Khi đấu đủ dây khiển thì là như vậy, là đã vào đường tu lơ. Thì bây giờ em sẽ test cái thớt Zanio này. Zanio thì các bác phải đấu anten vào. Đây cần đoạn dây như này luôn. Các bác đấu buộc ra ngoài cái này là đã bắt được Zanio rồi. Đấy, em sẽ thử Zanio. Bao lũ khu vực hồ An Dương vốn là một vùng đồng chiêm trũng. Vậy là đại tiếng nói Việt Nam đã nói rồi. Vậy lòng hồ rất sâu, vùng đất nhô cao giữa mặt nước bao la hình thành nên ba đảo. Vâng, như vậy là Zanio đã nói bình thường. Các bác chỉ cần đấu cái dây anten như này vào cái cọc sau cái này là nó nói thôi. Đấy, Zanio đang nói bình thường. Bây giờ lại trở lại cái thất đĩa thì đang là tu lơ này, các bác chỉ ấn play một cái là tự động trở về tu đĩa rồi. Đấy, chỉ cần ấn play một cái là tự động chuyển về lớp đĩa. Video clip ngày hôm nay thì là em sẽ quay và test gửi cho bác Trịnh Xuân Luận ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sẽ nhận cái clip này, bác xem và bác xem tất cả các số dư di. Khi mà nhân viên Viettel đến đóng hàng, gửi hàng đến nơi, bác bóc ra bác nhận hàng đúng các số dư như thế này thì bác nhận tất cả số dư của từng thớt một đấy. Em đã soi hết rồi, từng thớt và từng loa một em đã soi hết sơ vi cho bác rồi. Thì cũng có thể là bác ghi ra giấy hoặc bác chụp ảnh lại để khi nhận hàng thì không thể nhầm lẫn sang một cái thớt nào khác được. Bởi vì dàn Kenwood này nhà em là rất là nhiều, riêng bộ A99 này bây giờ cũng còn mấy bộ nữa, 3-4 bộ nữa anh em chưa vệ sinh được. Thì đến khi nào vệ sinh xong thì em sẽ lại đăng lên để các bác tham khảo. Cuối clip thì em xin chào tất cả các bác. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip.